Thưa quý vị, dưới tác động của một rãnh áp thấp trục 23 đến 25 độ vĩ Bắc, từ đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa diện rộng, trong đó ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc, tại các tỉnh như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn hay Bắc Giang sẽ là những nơi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Các khu vực khác của miền Bắc, lượng mưa sẽ trong khoảng từ 10 đến 30 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Sang ngày mai, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ phổ biến thấp dưới 35 độ và đợt nắng nóng diện rộng đầu mùa sẽ chấm dứt. Ngày mai ở miền Trung, chỉ có phần phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa là có mây nhiều và một số nơi thì có mưa. Còn suốt một dọc phía Nam của Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố này vẫn còn cao, trong khoảng từ 36 đến 37 độ. Một số nơi ở vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ vẫn cao trên 38 độ, trời vẫn còn nóng gắt. Còn với khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, vẫn ở mức cận nóng là từ 34 đến 35 độ. Ở phía Nam sang ngày mai thời tiết nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên sẽ trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, mức nhiệt từ 33 đến 34 độ. Chiều và tối mai, trong khi Tây Nguyên vẫn duy trì tình trạng ít mưa, thì ở khu vực Nam Bộ mưa nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là diện rải rác và vùng mưa thì tập trung nhiều ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Trên biển, dưới tác động của rãnh mây dông dịch chuyển xuống, từ đêm nay ở vịnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông tăng lên diện rải rác. Trong mưa dông cần lưu ý tới nguy cơ xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Trong khi ở các vùng biển ngoài khơi, tại hai huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa trời không mưa, gió hướng Tây Nam cường độ cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.